người. Hiện tại thì Trường đang có mặt tại Vương quốc Monaco, và hồi nãy Trường mới quay cho mọi người xem phía trước đó là sòng bài Casino Monte Carlo. Đây là một sòng bài rất là nổi tiếng tại đây, khi mà tất cả chúng ta đều đến đây đều một lần được ghé vào. Nhưng mà đặc biệt từ 3 giờ trưa trở đi thì tất cả mọi người đều phải mặc áo, nữ thì phải mặc áo đầm, còn nam phải mặc đồ vest. Và đây là một cái sòng bài Monte Carlo nổi tiếng nhất tại Monaco, và sau đó trên thế giới người ta đều lấy tên Monte Carlo để đặt tên là sòng bài. Và để cho nơi này thành một thu hút đầu tư thì hiện tại là Vương quốc Monaco đã miễn thuế cho tất cả mọi người đến với Vương quốc Monaco, đặc biệt là sòng bài Monte Carlo. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng